Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Khang. Chào mừng quý vị đang cùng đến với The Khang Show, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Khang cùng với một số nền tảng digital khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nữ danh ca mà có thể nói rằng giọng hát của cô và phong cách của cô đã trở thành thanh xuân cũng như là ký ức của rất là nhiều thế hệ. Xin được giới thiệu đến quý vị danh ca Ý Lan. Xin chào cô Ý Lan. Cô chào Khang, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình The Khang Show. Cho con hỏi là hình dung của cô một tí xíu về talk show này như thế nào? Cô rất là ngạc nhiên, thật sự là vậy. Cô thấy được những sự khác biệt trong cách lối dẫn chương trình của Nguyên Khang. Và cái đặc biệt ở Nguyên Khang là mỗi khi cô nói chuyện với Khang thì cô có cảm tưởng như là cô nói chuyện với một người con của mình vậy đó. Tại vì có cái sự gần gũi. Và ngoài sự gần gũi đó, Khang có một cái tài là Khang có thể nói chuyện mà để moi. Để moi cô phải nói những cái điều mà chưa bao giờ cô nói ra hay là cô chia sẻ với ai cả. Cô nói như vậy thì chẳng khác nào con chưa kịp moi mà cô đã chuẩn bị rồi. Thành ra cô nghĩ đối với The Khang Show cho riêng Ý Lan thì Ý Lan nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mà Ý Lan cho là quý. Vâng, cảm ơn cô đã nhận lời tham dự The Khang Show. Đây là lát cắt đầu tiên của chúng ta. Và xin mời cô sẽ đoán xem coi bức hình này muốn nói đến điều gì ạ? Âm nhạc. Chính xác. Ca sĩ Ý Lan bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình năm bao nhiêu tuổi? Cô nhớ là cô bắt đầu cô biết yêu âm nhạc vào khoảng độ 5-6 tuổi thôi. Là bởi vì cứ mỗi một sáng sớm khi mà mở mắt dậy thì trước khi mà làm bất cứ một cái điều gì trong ngày thì Ý Lan phải nghe âm nhạc trước. Mà âm nhạc đó phải là thái thanh, rồi thèm thuồng một ngày nào đó mình cũng được hát như mẹ. Cho con hỏi là trong gia đình cô bao nhiêu người đi theo con đường ca hát ngoài trừ là mẹ thái thanh? Trong gia đình cô thì mẹ cô sanh 5 người con. Ý Lan là người con lớn nhất, rồi ở dưới Ý Lan thì còn 4 các em nữa, 2 trai và 2 gái. Thì tất cả 4 người kia đều mê hát giống như Ý Lan. Mẹ thái thanh của cô thì thật sự ra không cho một người con nào có cơ hội để mà đi theo con đường ca hát cả. Tại vì con hiểu là thời xưa đã khác với thời nay. Thời nay là một người ca sĩ, một người MC như con thì huy hoàng lắm. Mà ngày xưa bị hạn chế bởi những cái tư tưởng của người xưa, bảo rằng là sướng ca vô loài. Và ngay cả chính Ý Lan cũng không được mẹ ủng hộ cho việc đi hát từ bé. Đó là lý do mà Ý Lan sanh 5 người con rồi 31 tuổi mới được bắt đầu bước ra đi hát. Cô có nghĩ là như vậy sẽ là một cái sự đáng tiếc khi mà thanh xuân của người phụ nữ rực rỡ nhất và đẹp đẽ nhất khi họ bước vào cái giai đoạn 20 mấy để họ có thể phù hợp làm nghệ thuật, mà mình tới 30 mấy sinh con xong rồi mới bước chân vào nghệ thuật không ạ? Ai nói với con là 30 mấy là không còn thanh xuân? Cô của con nha, lúc mà cô bước ra cô đi hát 31 tuổi, nhiều người nói cô trông như cô 20 mấy tuổi thôi. Thật sự là tại vì trong cái sự suy nghĩ, có nghĩa là cái ngoại hình của mình thì trông có vẻ trẻ trung ngây thơ, mà ngay nhưng mà lúc trong đó suy là phụ nghĩ, nữ 30 mấy tuổi mà ngây thơ gì nữa cô ơi, 4 đứa con rồi, năm đứa con rồi. Thưa cô, không có người phụ nữ ngây thơ nào 5 đứa con cả. Vâng. Có cô của con nè. Mà cho đến giờ phút này con gặp cô như vậy mà con không thấy cô vẫn còn hồn nhiên sao? Cô vẫn hồn nhiên, con đồng ý là cô có một cái sự tươi mới trẻ trung, cho nên con cứ nghĩ là cứ mỗi lần ngây thơ là cô lại có một đứa con. Cái này khó lắm cô. Bây giờ mà cô mà có con là cả một thảm họa đó con ạ. Quay trở lại với câu chuyện. Thì trong cái hành trình đến với âm nhạc, mặc dù là một sự xuất phát khá là muộn khi 31 tuổi mới bắt đầu thêm con đường ca hát, nhưng mà cô lại thành công rất sớm, có nghĩa là ngay từ những cái lần đầu trình làng thì khán giả đã bắt đầu yêu mến cái phong cách và giọng hát của ca sĩ Ý Lan. Cô có nghĩ là mình may mắn hay không? Bố cô là một trong những người tài tử gạo cội đầu tiên của màn bạc của Việt Nam chúng ta. Rồi mẹ thái thanh thì là đã lẫy lừng trong tiếng hát từ Bắc vào Nam. Đối với cô là may mắn vô cùng được làm con của bố mẹ, được bố mẹ trải thảm đỏ sẵn cho cái con đường của mình đi, mà chỉ có là chưa được đi từ sớm thôi. Cho đến năm Ý Lan lớn tuổi rồi, 31 tuổi thì mới bắt đầu hỏi mẹ để xin phép, chứ cũng không dám tự động nữa. Mẹ ơi, bây giờ con già rồi. Mẹ ơi, con đã già rồi. Đó. Thì hỏi mẹ là mẹ có ok cho con được đi hát chứ con thèm quá mà lâu quá rồi.
Mẹ bảo bây giờ thì ok, con có 5 đứa con rồi, con đã trở thành một người trưởng thành thì con có quyền, bây giờ con đi hát đi. Và mẹ xin lỗi là mẹ đã giữ chân con quá lâu. Vâng, nhưng mà cũng có thể nói là thật ra bố mẹ nổi tiếng không chỉ là trải thảm đỏ, nhưng nó cũng sẽ là một áp lực không nhỏ đối với những đứa con. Bởi vì vô hình chung người rất dễ bị so sánh. Mẹ cô đã từng nói với cô rằng là mẹ sẽ không bao giờ mẹ dạy con một nốt nhạc nào hết. Quý vị, Y Lan buồn mẹ đó. Cái thời xa xưa kia 30 mấy năm trước, khi mà Y Lan mới bắt đầu đi hát, thì Y Lan có về hỏi mẹ, mẹ nghe cho con hát cái này, mẹ nghĩ là con nên như thế nào, Thì mẹ Thái Thanh trả lời rằng là, con ơi, con hãy là con. Mẹ không muốn dạy con, mẹ không muốn bảo con. Tại vì khi mẹ dạy con và bảo con là mẹ sẽ cho con vào những cái khuôn hộp mà con sẽ không được tự phát triển. Mà cái sự tự phát triển của con là những gì mà mẹ đang nhìn thấy và mẹ rất hãnh diện. Đó là lý do mà cái bóng của mẹ cô đáng lý ra đè cô. Nhưng thật sự ra nó đã mở cho cô một chân trời. Mà để cho cô có sự tự tin. Cô bước đi đó Khang. Đây là một cách mà theo cá nhân của con dạy con rất hay. Bởi vì dạy con cách suy nghĩ tự lập và nên biết rằng mình sẽ phải phát triển con đường âm nhạc như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta nói một chút về âm nhạc nhưng theo một cái điều hướng khác nhé. Đó là câu chuyện của song ca. Thật ra khi nói về Y Lan, ngoài những cái phần thể hiện solo của cô thì người ta thấy sự gắn bó rất là mật thiết với lại một nam danh ca, đó là Vũ Khanh. Từ đâu, cơ duyên nào mà cô có sự gắn kết với lại chú Vũ Khanh? Hai người ở hai thế giới khác nhau, không liên quan gì đến nhau cả. Mà từ những cái bước đầu khi mà Y Lan bắt đầu đi hát là Y Lan đã được chị Thái Xuân, chủ nhân của trung tâm dưỡng sinh, xin mẹ Thái Thanh để cho Y Lan được vào phòng thu thâu thử. Thì vô thu mà hát một cách hồn nhiên mà chị mê luôn. Mà trong trung tâm diễm xưa thời đó thì có anh Vũ Khanh rồi, tự nhiên đồng cảm như thế nào mà anh Vũ Khanh đòi nghe Y Lan thu băng. Rồi anh bảo Thái Xuân phải cho anh hát song ca với cô bé này đi. Thế là từ đó duyên hai người đã kết nối Y Lan và Vũ Khanh 30 mấy năm rồi đó. 30 mấy năm, vâng, 30 mấy năm. Nhưng mà vì sao gần đây người ta không thấy chú Vũ Khanh song ca cùng với cô nữa? Cô nghĩ rằng từ khi mà có đại dịch Covid đến với nhân loại mình đó, thì tất cả chương trình về nghệ thuật đã bị gián đoạn. Và anh chị em nghệ sĩ không được đi hát show. Có lẽ là vì thế mà anh Khanh anh buồn. Mà anh cũng không có cái sự sốt sắng hay là nôn nóng như cô để trở lại. Nhưng mà cô nghĩ thế này là Khang, cứ cho Y Lan đi hát trở lại đi, Vũ Khanh trông thấy sẽ thèm. Chính xác. Và nữa, rồi Vũ Khanh sẽ trở lại với Y Lan, với khán giả thôi. Thế thì bây giờ có một cái nhận xét hơi vui vui, con muốn hỏi cô. Có nhiều khán giả nhận xét là Y Lan hát hay nhưng hơi bị điệu. Vâng, không biết là cô có nghe được cái nhận xét này không? Nhiều quá. Lúc đầu là cô khóc á. Cô ngạc nhiên là thế nào là điệu. Thì cô thật sự ra cô cũng đứng ở cái chiếc gương đó. Để cô xem, cô cũng làm, cô nói chết cha không được đâu. Như vậy là điệu nè. Làm mà điệu như vậy thì không phải là mình. Cho nên cô không biết làm sao để mà thay đổi cô. Tại vì ngay cả bây giờ quý vị ngồi đây nghe Y Lan tâm sự với lại Khang đây, nếu mà quý vị bảo là điệu thì tôi xin lỗi, đó là tôi đấy. Cảm ơn chia sẻ của cô với cái phần đầu tiên, đó chính là về âm nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bức hình thứ hai. Mà cô đoán xem con muốn nói về chủ đề gì tiếp theo? Bà. Vâng, nói về danh ca Thái Thanh. Có bao giờ cô cảm thấy rằng việc mà mẹ hơi khắt khe trong con đường âm nhạc của mình làm cho mình chặn bước tiến của cô hả? Đúng ạ. Cô có nghĩ đến điều này giống như Khang nói, nhưng không lâu. Tức là sau khi mà Y Lan được bước ra để mà trở thành một ca sĩ rồi, thì sau đó rất là nhanh Y Lan cảm nhận là mình không nên trách mẹ. Y Lan phải cảm ơn mẹ đã ngăn chặn những ước mơ từ những ngày Y Lan còn quá sức ngây thơ. Và chắc chắn khi đó mình đi hát chỉ là một em bé đi hát mà thôi. Và cũng chưa chắc gì cái đời sống của một người nghệ sĩ có thể kéo dài cho đến ngày giờ này. Có thể nói mẹ Thái Thanh là một trong những cái người
tạm gọi là duy nhất cho đến hiện giờ mà có sức ảnh hưởng khủng khiếp đến cuộc đời của cô. Bố mẹ Y Lan đã ly dị với nhau từ năm Y Lan chỉ mới có 8 tuổi thôi. Sau khi bố mẹ ly dị thì Y Lan là cái gối của mẹ. Tức là hàng đêm Y Lan ngủ với mẹ cho đến năm Y Lan 18 tuổi. Y Lan lúc đó bắt đầu có người yêu rồi lấy chồng. Năm 19 tuổi thì chồng Y Lan mỗi tối cứ phải chở xe Honda cho Y Lan ngồi đằng sau để mà ôm cái gối của Y Lan, mà cái gối đó là từ bé lớn lúc nào ôm sẵn trong người mình, thì chở Y Lan về nhà để ngủ với mẹ mỗi đêm, tại vì Y Lan không thể nào xa mẹ được. Đó là cả một cái đời sống của Y Lan từ lúc còn là em bé cho đến lúc đi lấy chồng. Thì mãi cho đến cái thời gian khoảng độ gần hơn nửa năm trời như vậy, mẹ cô, mà trong khi mà chồng của cô chở cô đến về nhà với ngủ với mẹ đó, thì chồng lại phải ngủ ở dưới ghế salon ở dưới, thì để cho Y Lan lên trên giường nằm ngủ với mẹ như là chưa hề có một cái điều gì xảy ra khác biệt trong đời sống của hai mẹ con hết. Thì mẹ Y Lan có nói rằng là con ơi, thế là đủ rồi. Mẹ biết con nhớ mẹ mà mẹ cũng nhớ con. Thành ra là mình làm như thế này là thôi đủ rồi, con phải bắt đầu, con phải học để mà con sống cho đúng cái bổn phận làm vợ, làm con dâu với bên chồng. Thì thôi bây giờ đừng về nhà mỗi tối như thế này nữa. Mẹ biết là sẽ khó cho con và khó cho mẹ nữa, nhưng mà mình phải bắt đầu mình học một cái đời sống mới. Và đó, từ đó trở đi thì cô mới bắt đầu cô phải học để mà ngủ lại bên gia đình chồng. Đến khi mà qua đến bên Mỹ, cô lại là một người assistant, một người trợ lý cho mẹ. Từ lúc 10 tuổi là đã bắt đầu biết chọn áo dài cho mẹ mỗi tối, mẹ mặc áo nào, đeo ví nào để nó hợp với lại áo dài, giày nào, bông tai nào, cho đến khi Y Lan bắt đầu đi hát và mẹ thì bắt đầu giảm bớt công việc đi hát. Vì lớn tuổi, thành ra khi mà mẹ không còn đi hát nữa thì mẹ Y Lan bị stroke, tức là bị đột quỵ mà tới 3 lần luôn. Đó là lý do trong vòng 5 năm đó mà Y Lan đã ôm mẹ về để sống chung với Y Lan trong cùng một nhà. Tại vì trước đó mẹ Y Lan là một người rất là đàn ông, không có chịu mà sống mà để cho ai phải lo đến cho mình cả, nhất định không chịu về sống với đứa con nào. Cho đến khi năm 70 tuổi, cô phải ôm mẹ về nhà sống với mẹ, không hỏi ý kiến nữa. Lúc đó mẹ yếu rồi thì mẹ bằng lòng. Rồi sau đó mẹ còn nói: ôi trời ơi, mẹ mà biết sống, về sống với Lan mà sung sướng như thế này, mẹ về từ lâu rồi. Đó là tất cả những gì mà Y Lan có được với mẹ 10 năm trời, từ năm 70 cho đến năm 80 tuổi. Cho nên cái sự mất mát của mẹ đối với Y Lan như là một cái sự không thể chấp nhận của Y Lan được. Đau lắm quý vị. Đau như mất đi phần lớn nhất của cuộc đời mình. Con có biết rằng là bà đã nói trước rằng bà không muốn nằm ở trong nghĩa trang. Bà nói bà sợ ma. Mà cô nói với bà là: mẹ ơi, mẹ quên là lúc đó mẹ cũng là ma. Thành ra bà bảo là không, mẹ không muốn nằm ở trong nghĩa trang đâu, con cứ thiêu mẹ rồi con mang mẹ về để cho mẹ được ở, vẫn ở trong nhà với con. Thành ra cho đến giờ phút này quý vị, Y Lan vẫn còn cái tro của mẹ để mỗi ngày ôm mẹ và nói chuyện với mẹ. Và Y Lan có chia sẻ với các con là nếu sau này mẹ 100 tuổi mà mẹ mất đi, con hãy trộn tro của mẹ chung với bà, xong rồi lúc đó hãy giải cho đi. Thì con gái của cô là Mai Linh, con gái lớn ấy: mẹ ơi, như vậy thì nó không công bằng, Linh cũng muốn được trộn tro của Linh vào đó nữa, thì thôi mình cứ giữ hoài đi mẹ. Thành ra đó là tất cả những gì mà trong gia đình của Y Lan đã trải qua, và Y Lan muốn được chia sẻ rất là tận tình với tất cả quý vị. Trong cái live show của mình mới gần đây á, thì có một cái chi tiết mà cũng xin hầu chuyện quý vị là cũng rất là cảm động với cái chia sẻ của cô. Là cô có kể là cái ngày mà mẹ cô nhập viện, thì tới cái đợt Covid đó, thì họ mới quyết định là phong tỏa cái bệnh viện đó.
Và cô thì cũng không thể vào bên trong để mà thăm mẹ được, cho nên là chỉ có thể nói chuyện với cô y tá thông qua một cái màn hình FaceTime. Và lúc đó thì mẹ cô hai tuần lễ thì mẹ cô thì thật ra bà cũng rất là nung nấu một cái ý định là sẽ tiếp tục để được gặp con gái, nhưng mà cái thời gian quý vị biết phong tỏa thì nó không biết được chính xác khi nào sẽ mở cửa. Cho đến lúc mà cô nói một cái ý mà Nguyễn Khang rất là xúc động là mẹ cô chọn cái cách là ra đi, bởi vì biết là không thể nào tiếp tục hoặc là nán lại để đợi con gái mình vào thăm mình. Thì cái ý này để cho thấy được một cái điều là mẹ cô vẫn chờ cô, và cô thì cũng chờ đợi cái cơ hội để gặp mẹ của mình. Thì với cá nhân của con á, thì con cảm thấy là cho đến tận bây giờ thì cô đã sống một cuộc đời rất là trọn vẹn mà chưa bao giờ hối tiếc về bất cứ điều gì mà cô đã dành cho mẹ của mình, dù cho bà có thể đi xa, đúng không ạ? Không, mà cô nghĩ là không hối tiếc mà vẫn không cảm thấy đủ, con ơi. Vâng. Con nhắc đến cái chuyện mà bà vẫn đợi cô đó, con có tưởng tượng rằng là cho đến cái giây phút mà bà tắt thở đó, là ở trong nhà thương bác sĩ gọi cho cô. Lúc đó cô còn ngồi ở ngoài xe, ở trước cửa của nhà thương họ không cho vào. Thì cô cứ ngồi ngoài để cô đợi từ sáng cho đến sẩm tối rồi cô vẫn đợi. Khi mà bác sĩ gọi cho cô thì bác sĩ nói rằng là bà đã tắt thở rồi. Thì cô nói là ngay cả bà có tắt thở rồi cũng phải xin cho cô được vào để ít ra cũng được nhìn thấy mẹ mình. Thì bà bác sĩ nói ok, để đợi tí. Thì chỉ trong vòng khoảng độ 10-15 phút sau thôi, bà bác sĩ lại gọi cô một lần nữa. Chị Lan ơi, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này xảy ra. Bác lại thở lại, chị vào ngay đi. Thì thành ra khi mà cô vào thì cái máy, cái monitor về nhịp tim đó là vẫn còn bắt chạy như vậy. Thì cô nói chuyện được với bà, thì cô nói rằng mẹ ơi, con biết rằng là mẹ không dễ gì cho mẹ trong cái giây phút này, nhưng mà con biết mẹ đã trở lại vì mẹ muốn con được vào với mẹ. Xưa nay đó, cô không bao giờ bằng lòng cái chuyện mỗi khi mà bà từ bé lại bà cứ nói là mai mốt mẹ trăm tuổi, mai mốt mẹ già đi, mẹ chết đi. Cô không bao giờ bằng lòng nghe cái điều đó. Nó mẹ không bao giờ được chết. Từ bé là cô đã nói như vậy rồi, mẹ chết thì con chết. Con không giống được. Nhưng mà rồi giây phút đó, cô trông thấy bà nằm một cách thoi thóp ở trên cái giường bệnh mà bà đã mất rồi mà bà đã trở lại. Thì cô nói, mẹ ơi, con biết rằng con không bao giờ muốn mẹ mất mẹ hết, nhưng mà nếu mà nó quá khó cho mẹ như vậy, đến lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi thì con bằng lòng cho mẹ nghỉ. Mà đến lúc mà cô nói câu đó thì mắt của bà có hai giọt nước mắt mà chảy ra ngay lúc đó. Rồi cái máy nó lịm dần. Cô tin là bà đã đợi cho đến khi nào Lan cho phép mẹ rời con, mẹ mới đi, chứ mẹ không nỡ mẹ bỏ Lan đi như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chia sẻ của cô. Em xúc động. Thưa quý vị, sau những cái phần cảm xúc vừa rồi thì cho phép chúng tôi được tiếp tục với chủ đề vẫn là của Ý Lan, nhưng mà theo một cái câu chuyện nó tươi tươi hơn, vui vui hơn chút. Đây là con số đặc biệt với cô, 369. Cô đoán cậu muốn nói chủ đề gì không? Ok, ba cuộc đời. Gần đúng, ba người chồng. Người ta đã nói lịch sử là ba cuộc đời rồi con. Hư ghê. Đó, ba cuộc đời, sáu người con. Thật ra sáu và chín này liên quan. À, là cộng với nhau hả? Vâng. Đó. Vâng. Sáu riêng và chín chung. Vâng. Rồi. Bây giờ nói riêng về ba cuộc đời kia của cô. Thì cuộc đời thứ nhất là bố của năm người con của Ý Lan. Tên của anh là anh Phú. Quen nhau năm 17 tuổi. Cho đến khi mà rời khỏi ghế nhà trường, chúng tôi lấy nhau. Vì còn quá bé, quá trẻ. Cho nên chúng tôi rồi lớn lên, hai suy nghĩ, hai cuộc đời, hai văn hóa sống, nó bất chợt, nó xảy ra. Và để cho chúng tôi hiểu rằng là chúng tôi đã không cùng nhìn về một hướng, mà rồi chúng tôi phải chia tay nhau. Đó là cả một sự đau đớn, nhất là một người phụ nữ như Ý Lan chịu sanh năm người con cho chồng mình. Đó là phải yêu chứ. Vâng. Rồi đi qua đến kia cuộc đời thứ hai. Cuộc đời thứ hai. Sau đó Ý Lan quen biết một người trẻ tuổi hơn Ý Lan. Tên của anh là Tuấn Cường, là bố của người con thứ sáu của Ý Lan. Anh là con trai của nghệ sĩ Kiều Trinh. Anh là người tử tế, hiền lành và rất là nghệ sĩ tính, rất phù hợp với Ý Lan. Nhưng mà rồi chắc có lẽ vì Ý Lan đã trải qua một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, và vì mình đã phải làm người lớn quá nhiều năm để chăm sóc một đàn con năm người, rồi anh Cường thì lúc đó cũng còn trẻ, cho nên đó là lý do mà chúng tôi lại không tìm được tiếng nói chung mà rồi phải chia tay nhau. Vậy mỗi ngày Ý Lan đều cầu nguyện Chúa, xin Chúa đừng có cho con phải gặp người nào nữa hết. Nhiều quá rồi, cái mắt của con kinh quá. Cái mắt đó là cái gì? Cô đang cười cái chỗ là cô cầu nguyện với Chúa và chính Chúa đã dẫn cô đến với gặp với một người mà cả cuộc đời phụng sự cho Chúa. Con hiểu rồi, thấy chưa? Cô nghĩ chắc có lẽ là nó cũng chỉ tất cả nó phải đều là ý trời thật, thì thành thật cô chịu. Dạ. Yeah. Nhưng mà hình như là chú còn ngoài cái vai trò là người là người bạn đời của cô thì còn có thêm một vai trò khác đặc biệt, xui gia đúng không cô? Cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm quý vị. Vấn đề xui gia là thế này, anh Tuấn thì anh sống ở San Francisco, Ý Lan thì sống ở Orange County. Hai đứa có cuộc hẹn hò ngày đầu tiên. Cái ngày đó Ý Lan phải có show ở trên miền Bắc Cali. Thì anh hẹn hò với Ý Lan là mời Ý Lan đi ăn để hai đứa được gặp nhau. Thì đây bấn cô, loạn nhưng tinh mà thần. Người ta mời cô cũng phải ra giá một chút chứ cô. Dạ. Cô đã làm giá 2 năm với lại chú rồi. Tức là chú cứ viết thơ rồi gửi đến nhà, mà cô thì cứ kết thơ đi qua một bên. Cô bảo là không, nhất định không chịu ông nào nữa hết mà. Đó, thành ra vì cái 2 năm đó mà cô lại xui lòng thế, sao cái người này mà rồi tại mà sao đeo dính luôn mà không lại có chịu bỏ. Tại sao lại mở thư của người ta ra hôm nào? Cũng có không mở đó. Có không mở cũng luôn, có không mở luôn. Và gửi trả lại. Thôi vậy đừng thì nhắc, cái này nó đau lòng, ống tội nghiệp. Vậy thì từ lúc nào mà mở lòng mình? Khi mà chú bị mất mẹ, làm cho cô phải nghĩ tới gửi một lời chia buồn. Và gửi, ông nhận được cái lời chia buồn của Ý Lan, mẹ mất mà trong bụng thì lại lung tung. Thành ra cái này nó cũng là một cái kỷ niệm. Rồi để kể tiếp là cô đi lên trên miền Bắc Cali, cô hát show, thì chú mới xin để có một cái buổi đưa cô đi ăn để gặp nhau nói chuyện. Thì cô lại thấy sợ sao á. Tại bao nhiêu năm rồi không có cái chuyện mà đi date, tức là hẹn hò gì cả. Thì cô mới nói với con gái cô là Mai Linh đã, Linh ơi, Linh đi mẹ không? Thì Linh bảo là tại sao vậy, người ta mời mẹ và không, tại mẹ thấy có cái gì đó, mẹ lo, mẹ sợ. Mai Linh bảo ok, thôi vậy thì Linh đi mẹ, để cho mẹ yên tâm. Thì Linh đi với mẹ bay lên trên đó. Thì trong lúc đó ông này ở bên này, cô đâu có biết trước là ông ấy lại dẫn con trai của ông đi. Thì hỏi ra tại sao anh lại dẫn con trai đi.
anh thấy ngại ngại. Y chang cô. Đó là lý do mà hai đứa con lần đầu tiên của hai bên gặp nhau, không biết làm sao mà tụi nó lại chịu nhau á. Sau đó Y Lan và anh Tuấn đi đến hôn nhân, và hai đứa con nó bắt đầu nó hẹn hò nhau, và 5 năm sau tụi nó mới làm đám cưới với nhau. Đó. Hay quá nhờ. Đó, tự nhiên hai đứa nhỏ lấy nhau, là hai ông bố bà mẹ lấy nhau. Như vậy là cuộc gặp gỡ đó đã mang lại hai cái đám cưới. Đúng vậy, đúng vậy, mà cách nhau 5 năm. Vâng. Thế thì mời quý vị cùng chiêm ngưỡng hai đứa cháu của cô Y Lan. Là con của Mai Linh và con của Việt. Anh Việt. Rồi, anh Việt. Dạ, của anh Việt. Đây là hai đứa cháu. Cháu gái là bé lớn tên là L. LV. Còn cháu trai tên là Vinh. Đó là một trong những cái niềm hạnh phúc mà tôi nghĩ là danh ca Y Lan đã có cùng với những người thân của mình. Vâng, thế thì nhân đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng xem một cái lần hai vợ chồng hát với nhau trên sân khấu. Bức ảnh này được chụp khi nào cô nhớ không? Cũng khá lâu rồi con. Khá lâu, vâng. Khá lâu. Mới đây thì chú cũng có lên sân khấu hát cùng với cô. Và chú vẫn rung như ngày nào. Thưa quý vị, cầm tay cô thì vẫn rung lắm. Lạnh nữa. Vừa run vừa. Mà hôm bữa còn vui nữa là đang hát nửa chừng xong chú đi xuống luôn. Mà chú cô bảo là đứng đó đi. Đứng đó đi để còn nữa mà. Thưa ông chịu hết nổi, tim đập. Thứ nhất là mới mổ tim nữa con. Nhạc nhanh quá, chú không theo kịp. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện khá là dễ thương. Thì nhân đây Nguyên Khang cũng xin mời quý vị sẽ cùng xem một cái bức ảnh nữa. Bức ảnh rất là ý nghĩa. Cô có nhớ bức ảnh này không ạ? Vâng, bức ảnh này là được chụp trong một cái buổi quay hình Y Lan hát bài Mưa Ngâu. Năm đó là năm 1996. Lúc đó cái bụng bầu của Y Lan cho đứa con thứ 6. Tên của cháu là Lê Nam. Đáng lý ra là không dám nhận lời để quay cái bài hát này. Tại vì bụng bầu to lắm quý vị, 7 tháng rồi. Vậy mà cái người bầu show đó nhất định là phải bắt Y Lan là phải nhận lời để mà giữ lại một cái hình ảnh kỷ niệm của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ mang bầu bụng to như vậy mà còn trình diễn. Và đặc biệt là một cái khoảnh khắc mà chắc chắn là cô không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Khi mà cô cùng với lại mẹ Thái Thanh đứng trên cùng một sân khấu lớn. Đây là hình ảnh cuối cùng của mẹ Thái Thanh bước lên sân khấu gửi đến quý vị khán thính giả. Đây là bài hát, bài ca sao và Nụ Tầm Xuân là một liên khúc mà Y Lan hát với mẹ Thái Thanh. Có thể nói là rất nhiều điều mà có thể nói là một trong những lần hiếm hoi mà cô đã chia sẻ cùng với Nguyên Khang. Thế thì cô đừng có trách con là khai thác hay moi móc nhiều quá. Tại vì những điều con biết không phải là do con tò mò. Tự cô mà do cô tự cô chia sẻ và tự chồng của cô kể cho con nghe. Rồi, thôi, chứ không, con không hề biết okay, có cái gì không cả. Ok, không phải lỗi tại con, lỗi vâng. Tại tôi ngoại đàng. Thế thì khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của danh ca Y Lan. Và mến chúc cô sẽ thật nhiều sức khỏe. Và tiếp tục sẽ mang đến những niềm vui dành cho những khán giả yêu mến cô. Vâng, xin cảm ơn cô. Cảm ơn con, Y Lan cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin được khép lại chương trình The Khang Show ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập phát sóng tiếp theo vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MC Nguyên Khang. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Xin kính chào tất cả quý vị. Tôi là ca sĩ Y Lan. Xin và cảm ơn đã mang Y Lan nước hoàn toàn với tất cả những yêu thương xin gửi đến tất cả quý vị. Máy chạy đi. Cô nhìn vào máy nào? Dạ là máy này cô ạ. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Chứ không phải là mình đè người ta hay là mình chặt chém người ta tội nghiệp. Con người ta cũng như con mình. Xin được giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng với lại bà chủ của công ty Sen Vàng, chị Phạm Kim Dung. Xin chào dì Dung và Dượng Nam. Sao chị Dung có mời hay là vào ngồi chơi nhưng mà anh cũng không vào. Đó thì anh có một lời đề nghị. Đó là đi dạo phố à? Không, là cho được ôm cô một cái. Đó thì lúc đó cô cũng không từ chối. Đó.